bắt ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi do liên quan vụ án tập đoàn Thuận An. Ngày 22 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thái Hà được cơ quan điều tra ban hành ngày 21 tháng 4. Ngày 22 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phạm Thái Hà. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Ông Phạm Thái Hà bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại tập đoàn Thuận An. Liên quan đến vụ án này, ngày 15 tháng 4, Bộ Công an thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Ông Nguyễn Duy Hưng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Cùng thời điểm đó, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trần Anh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, gồm Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban, và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban. Cả hai bị can trên bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Thạo bị điều tra thêm tội nhận hối lộ. Trung tướng Sô cho biết thêm, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Ông Phạm Thái Hà, quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, có học vị tiến sĩ kinh tế, từng là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam CPA, chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Hà từng trải qua các vị trí: Thư ký Tổng Kiểm toán nhà nước, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hàm vụ trưởng, Thư ký Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Phạm Thái Hà được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ tháng 5 năm 2022.